Hello mọi người nha, Tamanet chào tôi thể của chú của anh chị của mình nha. Đây là nấm Liêm Phượng nha mọi người. Đó, đây là nấm Liêm Phượng này. Cái này là cây Liêm Phượng á, cây gốc Liêm Phượng là đốn hạ rồi và mọc mấy cái nấm này. Đó, cái nấm Liêm Phượng nha mọi người. Rất là tuy là đúng bản luôn. Giờ em sẽ hái rễ cho nó, cả nhà mình nấu. Đây là cái rễ của nó, rễ cũng mọc luôn nha mọi người. Đang phát rễ. Hello cả nhà nha, hôm nay em đưa mấy anh đi đào gốc hương nha. Đó, gốc hương của quý nha mọi người nha. Đó, anh chị nào mà yêu em này muốn siêu tầm hay là tiện với đục, đó, liên hệ cho em nha. Lỗi tầm 3 máy luôn. Đó, cái này lỗi không nha mọi người. Cây này là cây bị người ta đốn hạ trộm vừa rẫy đây. Và thì giờ em ăn gốc. Rẫy mình mà mình ăn gốc nhá. Người ta ăn ngọt đọt. Đúng là chơi treo nha mọi người nha. Đó. Bị trộm rồi. Nhà mình thì mình lại ăn gốc nữa. Còn cái thân thì người ta ăn. Đúng là đẳng cấp như vậy á mọi người. Đó, bây giờ thì đá, lượm đá ra đi cool. Đó, bây giờ phải đào cắt cái gốc này trở về. Rồi đục tượng chi lạc hay là gì gì vân vân. Nói chung là cảm thấy ưng cái em nào thì đục ông táo hay ông gì gì. Nói chung là mình thích ông nào thì mình đục ông đó. Làm ông táo, bà táo đều được hết nha mọi người. Mà có thể là tiện củ tỏi, củ hành. Nói chung là cái này không ghép lan nhá, không cho phép ghép lan. Đó. Còn nhà anh nào mà có điều kiện thì ghép lan quá là đáng skip luôn. Nhưng mà cái này thì ghép lan thì phí quá trời luôn. Cái này về đục hoặc là tiện thôi. Bây giờ thì sẽ đào xong rồi lấy cưa cắt rồi trở về nha. Đó. Anh nào muốn chơi thì alo em, còn không thì em sẽ tiện làm kỷ niệm. Đây là di sản. Đó, rất là lâu luôn, cây sông rải rải nhà. Và đây là chồi. Đó, tại vì mấy bữa nay em không được bán lan là do đi phát rải bên kia. Đó, cho nên bây giờ mới về rải này. Lại rải này là ở gần sông, bên kia là sông Spock của mình á mọi người. Đó, và bên kia là vườn quốc gia. Đó, xung quanh này là rải bà gì, nói chung là rải người nhà hết. Đó, bên kia cũng vậy luôn, người ta sẽ trồng hết, còn nhà mình thì chưa. Bây giờ thì phải đào cái này trước. À, là trồng cây cối, là trồng cây củ quả là không đào được ra nữa, thành nó khó, nó vướng và đạp hết đồ của mình. Bây giờ phải đào lấy trước rồi trồng sau. Đó. Bây giờ thì bắt đào thôi nha mọi người. Đào hết xong thành hố rồi nha, và cắt hết luôn mọi người.
cục này khá là to nhỉ. Hố này vừa 2 mét vuông. Đấy, tại vì không có cầm mét nữa. À, gang cho mấy bác xem coi độ cao của nó. Đứng máy không? Con, gang lên cho mấy bác xem. Được máy tắc. Từ đây hả? Được máy tắc ở từ dưới luôn. 2 4 6 8 90. Gang này 22. Độ rộng của nó thì bao nhiêu? Mình gang rễ đây, phần kia thì còn gang phần này thì được. 40. 40 nhỉ. Còn 7. Vành tròn con mét mấy? Vành tròn này chắc phải tầm mét mấy 2 mét đấy. 35 40. Cái này mà tiện cụt tỏi thì vành tròn chắc mét rưỡi. Tiện cụt tỏi thì quá là chất luôn nhá mọi người. Là bo. Rồi giờ là anh em phải cắt đã. Đó, anh chị. Đây mọi người nhá. Chào các bác cô chú anh chị của mình. Đã lấy ra thành công nha. Vào đây. Vào đây là lõi nha. Lấy nước mình đi, rội cho cả nhà mình xem độ lõi đẹp của nó. Đây là lõi hương nha. Cái này là ở vườn nha, mọi bác nha. Cái này mà bên kia vườn là cái này là hơi bị mệt đấy, trùi tố á mọi người. Đó. Chứ anh chị bảo là có mặt đầy ha. Cái này là có mặt đầy là ở đâu? Của nhà là không tính nha. Mọi người mà lấy của bên kia vườn là cái này cầm lai luôn. Đó, rất là đẹp nha. Giống như cầm lai luôn. Như cầm lai luôn, ừ nhỉ. Rất là đá mắt luôn nha mọi người. Đó, cái này không dễ kiếm đâu, chứ bảo là đầy. Đấy, nếu mà đầy không liên quan bên vườn thì alo cho em cái nha. Em để em đi khai thác về bán. Cái này là giá trị rất là cao, bọn em hay bán. Đó, còn mà cây bên vườn thì hoặc là bên bảo tồn hay là bên nhà nước quản lý thì cái đó thì em chịu nha. Đó, cái này rất là chi là đẹp. Đó, cái gốc này sẽ chắc là phải tiện lọc hoa nhỉ, lọc hoa cũng bài hay là cụ tỏi lục tượng cũng được hết luôn mọi người. Đó, bây giờ có biết là chở bằng xe máy về nhà được không ta. Đó, quá là tuyệt vời luôn nhỉ. Quá là lỗi đẹp thật. Chắc là tía bớt rễ để trở về được. Đây, hello cả nhà mình nha. Anh chị, cô chú nào siêu tầm lụa ghép lan thì alo nha. Và cây này là em đã cắt xong bài bán nha. Một là để bàn, hai là treo luôn, thoải mái nha. Đó, đúng bài luôn nha mọi người. Đây là cắm xe nha. Đó, cái thế này rất là đúng bài luôn. Cái này gọi là hình một đi. Gỗ hương, cây mấy cái gỗ lụa này tính hình một cả nhà nha. Cái này là 150 này, bao ship. Đó, cái này cũng 150 bao ship luôn nha. Đó. Và hai khúc này là 150 bao ship này. Đó. Và một khúc này là 120 bao ship luôn này. Đó. Còn mà anh chị nào bảo là rẻ hay mắc là mua lan, nếu mà anh chị của em gọi là ủng hộ em lâu và chưa có cái lụa nào ghép lan, có thể là alo em. Em sẽ tặng mỗi người một khúc về ghép lan nha. Như cái này là em khỏi tính tiền nha. Nhưng mà cả nhà mình tự chịu tiền ship nha. Đó. Còn mấy cái gỗ hương này là mấy anh chị nào hiểu hay là mấy anh chị nào đã từng nghe và về pháp luật về phá hoại của rừng, nói chung là gỗ quý hàng xếp đỏ số 1 là đang quý hiếm ở rừng Xúc Đôn. Còn ai cắt gỗ tươi gì thì bị bắt hết và nói chung là sẽ phạt tiền hoặc là có khi đi tù nha cả nhà nha. Đó, cho nên là mấy cầm xe như thế này là cứ lấy thoải mái, chở tẹt ga luôn. Nhưng mà riêng mấy cái gỗ hương là thật sự là cấm luôn. Chỉ cần lõi bằng này là đủ bắt nha mọi người, đủ bắt phạt hành chính nha, không cần là to đâu. Nó chỉ đạt là 12 tròn thôi là bắt. Còn cầm xe này là về làm củi này là thoải mái này. Đó. Và em có ít lan. Và đây là lan. Đó. Không có lan Thái hay lan Lào hay là mọi người yêu quý em mà em lý do em lại bán nó trộn hay là gì đó là quan điểm mọi người. Nhưng mà quan điểm của em là bác nào yêu quý em và tin tưởng thì hãy chốt và hãy mua. Tại vì cái này là thực tế là không có hàng rừng, không có hàng Thái hàng Lào nha. Cái này là hàng của anh chị họ bí tiền đi kiếm trâu kiếm bò hay là gì á, nói chung là họ bán cho em. Đó, cái này là hàng thuần nha, hàng thuần là em bỏ riêng hàng thuần luôn. Hàng họ thuần nhưng mà họ không biết chăm và không biết kiểu để lan cho nên là lan nó không được đẹp nha mọi người. Đó, cái giá rất là ok luôn. Đó, bây giờ là em có quế tím và sóc và cái này là
Trường Sơn. Đó, đây là quế tím này, và đây là bích ngọc. Đó, và đây là hàng rừng, hàng mới về ở nhãn với đai châu và bảo hỷ. Và em lại có nấm linh chi. Đó, nấm này là em đã phơi khô một nắng nha mọi người, đã héo top, nó bóp thế này luôn. Đó, nó top luôn nha mọi người. Đó, cả nhà mình ai mua về nấm về nấu nước uống hay là ngâm rượu thì alo trực tiếp nha. Một ký thì cũng 300 luôn nha mọi người nha. Đó, mời anh chị của mình lấy uống và bổ dưỡng cho sức khỏe. Đó, nấm. Với ai? Và hình đầu tiên thì số 1 150k cho bảo hỷ rất là nhiều nha mọi người nha, cô chú anh chị của mình. Đó, bảo hỷ đây, một bụi. Đó. Cây nhỏ nhỏ là em không tính luôn nha, tính cây nói chung là bụi to luôn. 2 này. 3 này. Đó, cả đống luôn nha. Đó, lá như thế này nha mọi người nha, hoa cũng đẹp, lá cũng đẹp nha. 3 này. Đó, 4. Xin tăng mà. 4 này. Đó, 5. 6. Đó. Cái này là có thể thun này. 8 này. 6. Chung là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 luôn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Đó, cho tính 70 nha mọi người nha. Cả đống này nói chung là trừ cây nhỏ, cây gì có thể là bị dập, bị gì nói chung là vân vân. Đó, nói chung là tính 70 luôn nha. Đó, cả nhà mình đơn là số 1 là chỉ có 150k. Và đơn số 2, tượng số 2 là cho với nhà tổng hợp là 100k. Đó. Đây, một cây. Đó, hàng rừng mới về này, một cây này. Để cho nha mọi người hai cây. Đó, và cái này là rời thì ba cây đai châu chíp chíp. Đó, và đây là nhạn một cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đó, quá là tuyệt vời nha. Nhạn là 9 cây mà đai châu thì nguyên bản là được 2 cây và rời thì được 3 cây. Và đơn số 3 là 150k cho Trường Sơn, rất là nhiều nha mọi người. Đó, một bụi đấy, bụi to như thế này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Đó, tính là 60 luôn mọi người. Đó, tính 60 là cho nó thoải mái nha mọi người. Đó, những bụi to này khỏi tính luôn này. Đó, mấy bụi nhỏ bụi to, nói chung là tính 60 luôn. Đơn số 3. Và đơn số 4 là bích ngọc nha mọi người. Bích ngọc này khá là nhiều. Đó. Nhưng mà rời nha mọi người, số 4 là 150k luôn. Đó, để em đếm cây cho cả nhà mình. 1 này. Cái này là sóc này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, nhỏ nha mọi người nha, 6 này. Đó. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 11, cái này là sóc này. 12 này. Ủa, cái này sóc luôn này. 12 này. 13.
13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 rồi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nói chung là cái này một nửa rồi mọi người, cho là 50 luôn nha. Đó, nó còn nhiều hơn đó nữa. Em nói vậy thôi, 50 nó còn nhiều hơn nha mọi người nhé. Tại vì thời gian nó sẽ dài, cho mọi người sưu tầm nó sẽ chậm nha. Đó, đây. Nói chung là nó phải 50. Nói chung là em tính vậy thôi, 50 có khi nó hơn nha. Nó phải trên 50 á. À, hình số 4 và hình số 5 cũng là bích ngọc luôn. Đơn này cũng 150k. Đơn này thì số lượng ít hơn tại vì nó nguyên bản. Đó, và mấy cây rời này cũng khá là đẹp luôn, 1 năm nha. 1 2 này, 3 này, 4 5 này. Đó, 5 cây thế này nha mọi người nha. Đó, đúng bài luôn này. 6 này, 7 này. Cái này cái sóc này, 8 này, 9. Đó, đẹp đẹp nhá mọi người. Đó, 10. Và nguyên bản nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 thôi, 13 14 15 16 17 18 19 20 đơn số 5 và đơn số 6. Đơn số 6 là 150k cho sóc nguyên bản nha mọi người, sóc nguyên bản. Đây, cái này thì không được bài bán nha, tại vì lá xuống thế này và cái bích ngọc nữa. Đó. Một cặp. Này, hai này. Ba này, cái này thì quá ok này. 4 này. Đó. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13. 14. 15. Đó, cái này thì ok này. 16, 17, đó, cái này thì cũng ok này. 18, đó, em này lá ngắn này. Đó, đơn số 6 và đơn số 7. Đơn số 7 là đơn tổng hợp nha mọi người. Tổng hợp 3-4 loại đó, 150k luôn. Đó, đầu tiên thì bảo hỷ nguyên bản. Đây, 1 cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, đó, 7 này, 8 này, 8 bảo hỷ nha. Và món thứ hai là cầm cù, trái tim. Đó, hoa rất là đẹp nha mọi người nha. Đây, một khúc này, hai khúc này và ba khúc này. Đấy, cái này là cầm cù 5 nhíp, hai cây nha mọi người. Còn cái này là cầm cù trái tim. Đó, và món thứ ba là trường sơn nguyên bản. 1 bụi, 2 bụi, 3 bụi, 4 bụi, 5 bụi, 6 bụi, 7 bụi, 8 bụi, 9 bụi, 10 bụi, 11 bụi, 12 bụi, 13 bụi, 14 bụi, 15 bụi, 16 bụi. Đó, 16 bụi. Và hình số 8. Hình số 8 là cái này là nhãn giống với châu với nhãn cây thuần nhá. Cây cô chú anh chị thuần. Nói chung là mọi người là em cây nào thuần thì nó cây thuần, không có là thái hay là gì nhá. Hàng vẫn chuẩn là hàng rừng nhá. Đó, một cây này. Hai cây này. Ba cây với cây rời này. Đó. 4 cây này, 5 cây, nó vào nhạn đây, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây, 5 cây này, đây cho kiếp này, không tính cái này em để thuần. Đó, cho nên là hàng thuần này là nó không được đẹp, với lại họ không biết chăm, cho nên là giá rất là rẻ nha. Đó, và hình số 8 rồi hình số 9, hình số 9 là cũng Trường Sơn, 150k luôn mọi người. Đó, cái này rồi, đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Đó, đúng bài luôn mọi người. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 cho là 70 nha mọi người nha. Đó, và hình số 10. Hình số 10 này sóc này rất là nhiều nha, 250k mà sóc này rất là nhiều nha cả nhà. Đó, bây giờ em đếm thật sự là đúng bài luôn mọi người, một cây này nhưng mà hàng giống nha, có mấy cây hàng to to ở đây nha. Đó, bây giờ em sẽ đếm cả hàng nhỏ trước nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này. Vô nhiều lắm cả nhà. 19, 20, 21 này, 22, 23, 24, 25, 26 này, 27 này, 28, 29 này, 30. Vô 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, đó, rất là đẹp nha, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, đúng rồi luôn, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, cho là 80 đi. Đó, 80 cái này nữa, cái mấy cái em lựa ra to to để đẹp nha. Đó, một cây này, đó đúng bài chưa? Hai cây này, đó, cái này sẽ bị lỗi la đây nha. Đó, ba cây này, đó, đúng bài chưa? Đó, bốn cây này, năm cây này, đó, quá chất luôn mọi người nha. Và hình cuối cùng là hình số 11 là quế tím nguyên bản, cả đời nguyên bản 150k, đó, cả đời đóng này. Bây giờ em đem nguyên bản trước nha mọi người, một cây này, hai này, ba này, chùm luôn này, đó, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11 này, đó. Cái này rời nữa em sẽ đếm về này, một cây này, hai này, ba này, bốn này, năm này, bốn thôi nhá, cái này bay đột rồi, bốn năm này, sáu này, bảy này, cái nhỏ quá không đếm này, tám này, chín này, mười này, đó, 11, 12, 13 này, đó, 14, 15, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22, 23, 24, 25. Đó, cho là 30 cây. Đó, quá là đẳng cấp nha mọi người nha. Đó, thì ta mới xin chào toàn thể bác cô chú anh chị của mình. Mọi người xem ưng vừa ý đơn nào thì alo và chốt đơn dùm em nha. Và cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha.